Chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết cùng với biên tập viên thời tiết Xuân Anh. Xin chào chị Xuân Anh, không biết là sang ngày hôm nay tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc đang diễn biến như thế nào thưa chị? Vâng, sang ngày hôm nay thì chúng ta chưa ghi nhận thêm tỉnh thành nào mà có bị thiệt hại nặng do là mưa lớn nữa cả, anh Dương ạ. Thưa quý vị, tuy nhiên thì khoảng tạm giảm mưa ở khu vực này sẽ không được lâu, vì ngoài rãnh thấp thì từ đêm nay sẽ lại còn xuất hiện thêm cả một vùng xoáy thấp này hoạt động mạnh lên. Và những tỉnh nằm gần với vùng xoáy thấp là Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn hay Quảng Ninh dự báo là những nơi sẽ có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến là từ khoảng 50 cho tới 100 mm trong vòng 24 giờ, và có những nơi cục bộ có thể còn mưa trên 120 mm trong 24 giờ. Đối với các nơi khác ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ thì lượng mưa là từ 40 đến 70 mm, có nơi thì trên 80 mm. Một loạt các hiện tượng thiên tai như là lốc, sét, gió giật mạnh hay là lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đều có thể sẽ lại xảy ra. Thời gian xảy ra là vào ban đêm khi mà mọi người đang ngủ nên thường bị động. Và để hạn chế bớt thiệt hại khi mà mưa lũ xảy ra thì bà con sinh sống ở vùng trũng thấp ven sông hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng thuyền bè hoặc là các loại phương tiện khác để có thể sẵn sàng cho việc di rời. Cột chặt tài sản trong nhà để khỏi bị lũ cuốn trôi và rời những vật có giá trị cao đến một nơi cao hơn ở trong nhà. Rãnh thấp cũng sẽ gián tiếp tác động tới khu vực Bắc miền Trung, làm gia tăng hiệu ứng gió phơn. Bởi vậy mà trong 2 ngày tới, khu vực từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt phổ biến là 35 đến 36 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Với thủ đô Hà Nội, dự báo đêm nay và chiều tối mai có mưa dông, 26 độ. Ngày mai thì có lúc hửng nắng, trời oi bức với nhiệt độ cao nhất 32 độ. Thành phố Đà Nẵng đêm nay không mưa, 26 độ. Ngày mai trời nắng, trưa chiều khá nóng, 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay tạnh giáo, 27 độ. Ngày mai nắng nóng, 35 độ, về chiều tối có mưa dông vài nơi.